Rồi, kính chào các bác nhé. Em xin phép về giới thiệu được những em âm ly Nhật nội địa điện 100 vừa về bên em. Đấy, chủ yếu là em sẽ đưa về những cái dòng có thương hiệu rồi. Đấy, các bác biết rồi, những cái dòng có thương hiệu, những cái hàng dòng thì bán nó rất là sướng bởi vì không cần tư vấn. Đấy. Còn ngoài ra thì cũng có một số em khủ khoằm, thì em sẽ giới thiệu clip khác. Clip này là chủ yếu là những em đã gọi là thành danh rồi, những em hàng dòng. Đọc tên anh em không chơi có khi anh em cũng biết. Ví dụ dòng Pioneer 8.825 la mã chạy 2 biến thế nguồn 8 sò than. Đấy. Và những cái dòng này về là phải đẹp. Không đẹp không mua. Không đẹp em cũng không nhập. Đó, anh em nhìn nhé. Đấy, mộc mạc mà nó còn đẹp này. Tại sao nó đẹp? Bởi vì thứ nhất là hàng bãi và thứ hai là hàng tuyển. Bởi vì đây là hàng second hand thì cũng có chiếc nó cũ, kiểu như các bác đi xe máy thế đó. Có những bác đi xe, ví dụ cùng chiếc Dream đời 2002, nhưng có bác đi nhiều, bác đi ít. Bác giữ gìn, có bác để bãi ngoài trời thì nó sẽ khác. Thì âm ly cũng vậy nhá, 8.082 này. 7.082 lô này thì không nhiều như lô trước, nhưng mà cũng được gần chục em. Nhưng mà cam đoan bao luôn với các bác là 7.082 la mã ở em thì là nhiều nhất và nhiều hàng đẹp nhất. Không ở đâu có, khẳng định luôn. Ở đâu có mà số lượng cũng không được nhiều bằng như này, mà có thì cũng không thể đẹp được như này. Bởi vì đây là những cái dòng mà em chuyên, cho nên là nhập thì chọn mà anh em hiểu biết. Cho nên là dành cho nhau những cái hàng ngon, hàng đẹp. Đấy, 7.082 và 7.008 trơn đều vậy. Đó, đấy là mặt trắng. Còn mặt đen thì có những em gì nổi trội này. 607XD Cac, hồi gỗ chỉ vàng. Với những dòng XD Cac thì em rất quan tâm đến cái chỉ vàng này. Em thích màu vàng cho nên là thì đã là chỉ vàng thì nó phải vàng, nó phải đẹp. Chứ cứ bạc bạc là không sướng. Xong rồi bắt đầu mặt mũi đương nhiên rồi, mặt mũi tổng thể lúng lút. Nhưng mà 607XD Cac hồi gỗ chỉ vàng thì em đánh giá cao nhất là cái này. Hàng của em bao giờ cái chỉ vàng cũng đẹp. Đấy, anh em nhìn một lô chồng. Em về lô này được khoảng 9 con cơ. Nó còn ở đâu đấy nữa. 607XD Cac nhé. Được chưa? Đấy, rồi Marang 74D. Đấy, em class A chất âm ngọt ngào. 930. Đấy, rồi em về lô này thì tuner 7.825 la mã thì về được vài chiếc thôi, không có nhiều. Đấy, 7.825 la mã trong này có đây. Rồi đời lông 880D, 580D ở dưới đây. 907XD Cac lô này cũng có nhé. Cũng có luôn. Đây, hoặc những dòng đây, 930V đây. Tuyệt vời chưa? Đấy, anh em nhìn nhé, kể cả mặt đen em chọn cũng rất là xuất sắc luôn. Anh em nào có thời gian qua em trực tiếp là sẽ thấy những cái chất lượng hàng nó rất là đẹp. 607NRA Mark 2. Em đời cao ngất ngưỡng 607 Sansui QR 4.500 và 7.500 khủng long. Đấy, đây. Đây rồi, nó đây rồi. Chính nó 6907 đời cao đây. Em chót chét của dòng đời cao 907 đời cao to vật vượng. Đây, 880D đây các bác. Em quay này hơi thiếu sáng nhưng các bác vẫn thấy được cái độ đẹp. Đây, kể cả 74D này. Telefunken 500 này. Còn mỗi em này là em của Đức này. Dòng này tiếng rất hay. Em đã chơi với cả cặp BB Loop 800 series của em. Tiếng rất hay nhé. Đánh loa ông rất hay. Đó. Một số dòng giới thiệu sơ qua như vậy. Anh em nào có nhu cầu sản phẩm gì thì cứ điện trực tiếp nhé. Cứ điện trực tiếp. Đấy, ghép loa em sẽ ghép sẵn sàng ghép bộ cho các bác. Ghép loa ghép bộ cho các bác đầy đủ. Đó, anh em thích mẫu nào thì cứ điện thoại trực tiếp. Sạc Vin nhất có này, Rintic có này, BMB có này. Đấy, đủ các mẫu luôn. Và đồng hồ. Đồng hồ cây. Lincoln, rồi đồng hồ để bàn chạy pin. Rồi xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.